Tôi, Thượng úy Đỗ Văn Quân, số hiệu quân nhân 668393, tôi đang công tác tại phòng cảnh sát điều tra về trật tự an toàn xã hội công an thành phố Hà Nội. Một trong các đối tượng lừa đảo đóng vai công an, giọng điệu, cách thức nói chuyện và nắm bắt tâm lý người nghe. Một kịch bản được chuẩn bị sẵn, nhóm đối tượng chia làm 3 vai. Nhân viên cục viễn thông thông báo số điện thoại liên quan đến đường dây rửa tiền ma túy, cán bộ công an và lãnh đạo bộ công an hoặc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Hai lệnh bắt tạm giam và lệnh phong tỏa tài sản cũng được soạn sẵn, chỉ đổi tên. Cái sự việc của chị là nó quá thẩm quyền của tôi, thì bây giờ là cấp trên của tôi muốn làm việc trực tiếp cá nhân chị. Đấy, bây giờ là chị cứ giữ máy như vậy để tôi chuyển đến cấp trên, thì bọn em sẽ ấn hai lần thăng thăng là chuyển đến dây 3. Phải thuyết phục làm sao họ nói, thứ nhất là để cho họ tin là cái sự việc vẫn đang xảy ra với họ, và thứ hai nữa là cũng một phần là cũng phải làm cho khách họ sợ nữa, họ đang muốn tò mò. Nhóm đối tượng hoạt động tại một địa điểm ở biên giới Việt Nam Campuchia, khu vực cửa khẩu Khánh Bình, thị trấn An Phú của tỉnh An Giang. Nhóm đối tượng người Việt Nam làm thuê cho các đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc. Một đối tượng người Việt Nam đóng vai trò quản lý, vừa là phiên dịch làm việc trực tiếp với đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc, hàng ngày báo cáo tình hình hoạt động của các thành viên trong nhóm lừa đảo và doanh thu. Xin chào, đây có phải là... Tôi là đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội. Tôi tên là... Anh chị có thể gọi tôi là cán bộ. Đây chỉ là một trong số những cái nội dung của một trong những kịch bản lừa đảo của các đối tượng. Và rất nhiều tình huống cụ thể đã được đưa ra để đối phó với sự nghi ngờ của người nghe điện thoại. Và theo các đối tượng này cho biết, việc của họ là làm sao để cho người nghe điện thoại càng ngày càng tin, sau đó càng ngày càng sợ, và cuối cùng là thực hiện thao tác chuyển tiền. Các đối tượng nhận lương 800 đô la Mỹ một tháng và hưởng hoa hồng từ 3 đến 5% doanh thu tùy vị trí. Các tài khoản ngân hàng nhận tiền thường xuyên thay đổi. 3 đến 4 ngày số tài khoản đó sẽ bỏ đi và thay bằng tài khoản mới. Các số điện thoại lừa đảo cũng thay đổi liên tục. Cái điện thoại của người ta phát cho mình gọi đấy, nó gọi theo hệ thống, số nhảy liên tục, nghĩ chắc là khó phát hiện đấy. Bất ngờ là bị bắt. Bước đầu xác định 16 nạn nhân, vẫn còn gần 100 người dân khác đã chuyển tiền cho nhóm đối tượng này. Có những người đã chuyển tổng cộng trên 6 tỷ đồng.